Di Maria hải hùng với đầu lợn găm viên đạn. Giấc mơ trở lại đội bóng thời thơ ấu Rosario Central của Angel Di Maria đã bị phá sản sau khi anh nhận được những lời đe dọa giết người nghiêm trọng. Di Maria đã tuyên bố từ giã đội tuyển Argentina sau khi vô địch Copa America 2024. Tiền vệ 36 tuổi đã chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2024. Trước đó vào tháng 3, Di Maria từng tuyên bố ý định gia nhập Rosario Central, nhưng kế hoạch của cựu sao Manchester United đã phải thay đổi do bị khủng bố nghiêm trọng. Có một lời đe dọa gửi tới cơ sở kinh doanh của chị gái tôi, đó là một chiếc hộp đựng đầu lợn găm một viên đạn ở trán. Kèm theo một tờ giấy ghi rằng nếu tôi quay lại Rosario Central, cái đầu tiếp theo sẽ là đầu của con gái tôi kia, Di Maria chia sẻ trên đài truyền hình Rosario 3. Tôi sẽ không quay lại Rosario theo cách này. Họ đã động đến gia đình tôi và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải bảo vệ gia đình mình, Di Maria khẳng định. Di Maria trong màu áo Benfica ở mùa giải trước. Đó không phải lần duy nhất Di Maria bị đe dọa nghiêm trọng. Hồi tháng 3, một tờ giấy được ném vào nhà Di Maria, trong đó có nội dung đe dọa sẽ giết cả nhà nếu tiền vệ này gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào ở Rosario, một thành phố ở tỉnh Santa Fe, miền trung Argentina. Trong một diễn biến khác, một băng đảng xã hội đen tại Rosario đã gửi thông điệp hăm hòa tuyển thủ Argentina. Các tay súng đã bắn vào một trạm xăng tại Rosario và để lại lời đe dọa cho Di Maria có nội dung, bọn tao đang chờ đợi mày. Di Maria. Trước tình hình mất an ninh nghiêm trọng, thống đốc Santa Fe là Maximilian Cularo cho biết trong tháng này sẽ có những quy trình được áp dụng để đảm bảo an toàn cho những người của công chúng. Tuy nhiên Di Maria không tin vào điều này, anh cho biết, thật là thiếu tôn trọng khi nói về vấn đề an ninh và các cách thức bảo vệ đối với tôi khi người dân Rosario không thể ra ngoài làm việc. Không thể đợi xe buýt mà không bị cướp hoặc giết vì một chiếc ba lô. Mặc dù vậy, việc Di Maria từ chối quay lại đội bóng cũ Rosario Central vẫn vấp phải nhiều chỉ trích. Tiền vệ người Argentina cho biết, những người phê phán tôi không thể hiểu được những gì chúng tôi phải trải qua. Họ chưa từng đặt vị trí của mình vào tôi dù chỉ một giây. Rất dễ để chỉ trích người khác trên mạng xã hội mà không cần đặt mình vào vị trí của họ. Di Maria hiện vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi rời Benfica vào cuối mùa giải trước.